Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị tấn công, Tô để lại bãi thối cho Bùi Thanh Sơn hốt. Sơn tính sao đây? Vấn đề hộ chiếu mới đang làm rắc rối cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Sau Đức và Tây Ban Nha, giờ đây đến Cộng hòa Séc cũng đã tuyên bố không chấp nhận cuốn hộ chiếu mới của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Vào lúc 6 giờ 22 phút vào ngày 2 tháng 8 giờ Hà Nội, trang web Đại sứ quán Cộng hòa Séc đã đăng thông báo với nội dung như sau. Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAUT. Vì vậy, Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu, EU và dừng nhận mẫu hộ chiếu mới. Quyết định này có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Cộng hòa Séc đã lên tiếng. Được biết trước đó, cụ thể là ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông báo cơ quan nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin nơi sinh. Rất nhanh, ngay chiều tối cùng ngày, ông Tô Lâm đã cho Bộ Công an đáp trả phản ứng của Đại sứ quán Đức và nói rằng hộ chiếu mới của Việt Nam đúng chuẩn quốc tế. Được biết, số lượng người Việt Nam tại châu Âu tập trung nhiều nhất ở hai nước là Đức và Cộng hòa Séc. Khoảng hàng vài trăm ngàn người, đại đa số đều vẫn còn mang quốc tịch Việt Nam. Nhu cầu đi lại thăm thân, làm ăn, nghiên cứu, học tập rất lớn. Nếu chỉ vì cuốn hộ chiếu mới này của Việt Nam mà làm ngưng trệ việc đi lại của người dân, thì thực sự đây là một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Cho đến bây giờ, hiệu ứng domino mới chỉ bắt đầu. Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an ra tuyên bố đúng thâu luận quốc tế lại là một cái dại của ông Tô Lâm nữa. Ông Tô Lâm vì quá cứng đầu không chịu ngưng mà quyết đè và lướt tiếp. Cách làm như thế rất quen thuộc với ngành công an của Việt Nam. Tuy nhiên với đại sứ quán mà rộng hơn là chính quyền của các nước phương Tây mà áp dụng bài như thế thì ông Tô Lâm đã nhầm đối tượng. Sẽ không có sự lùi bước nào ở các nước phương Tây, nơi mà luật pháp quốc tế và luật quốc tế được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Vấn đề là ông Tô Lâm còn cứng đầu được bao lâu trước phản ứng hàng loạt của các nước trong khối Schengen như thế. Chưa kể trước đây, Đức, Séc, Slovakia và nhiều nước khác đã sững sờ khi ông Tô Lâm tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh tuyên bố của Bộ Công an Việt Nam đang tự làm khó mình. Trước mắt để đối phó với khó khăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo là sẽ cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu, nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với giấy chức nước sở tại. Có lẽ sắp tới, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước như Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc cũng sẽ phải làm công việc tương tự như thế. Việc này nó không những phiền cho công dân Việt Nam mà còn phiền cho Bộ Ngoại giao xử lý, và cũng chưa biết các nước sở tại có chấp nhận những tờ giấy đó hay không. Như vậy là ông Tô Lâm tắc trách gây ra một đống bùi nhùi ngày càng lớn. Điều đáng nói là ông Tô Lâm vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận cái sai của mình, mà vẫn khẳng định đúng với thông lệ quốc tế. Những gì ông Tô làm thì hậu quả ngoài ngoại giao lại phải gánh. Không biết Bộ Ngoại giao có buộc phải thốt lên rằng đống thối của ông Tô Lâm để lại, ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn có bất bình hay không? Việc bắt Bùi Thanh Sơn phải hốt bãi thối của mình là một cái dại nữa của ông Tô Lâm. Nếu thừa nhận cái sai cho người dân đổi lại hộ chiếu không tốn phí hoặc ít tiền nhưng mà mọi việc lại được giải quyết dễ dàng. Bây giờ ông Tô Lâm chơi cứng nên các nước phương Tây quyết thử sự cứng đầu của ông Tô Lâm tới đâu. Ông Tô càng cứng đầu thì đại sứ quán của các nước càng cực khổ để giải quyết các vấn đề đổi hộ chiếu trên các lãnh thổ ở những nước mà sứ quán Việt Nam có. Đây là hình ảnh Bùi Thanh Sơn phải xử lý những gì Tô Lâm đang gây ra. Sức chịu đựng con người cũng có hạn. Nếu ông Tô tiếp tục thế này thì sẽ không có sự ủng hộ của ông Bùi Thanh Sơn mà là sự phản đối. Làm chính trị là nên thêm bạn bớt thù mới khôn ngoan. Còn cứ thêm thù bớt bạn kiểu ông Tô Lâm thì khó mà leo cao cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Phụ nữ rắn nhất làng chính trị ở Việt Nam, đố ai quật cho được. Qua gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để lại nhiều tiêu cực.
làm bất bình xã hội. Rất nhiều người dân chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng dân cứ chờ, ông Tổng cho chờ dài cổ. Còn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thì lại nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông Nguyễn Thành Long mới chạm vào chiếc ghế Bộ trưởng, mới ăn vố đầu tiên là phải vào tù mặc áo Juventus. Trong khi đó, trong hơn 8 năm làm Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để xảy ra rất nhiều vụ việc tiêu cực, nhưng bà lướt sóng qua hết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Trong việc bệnh viện tiêm nhầm vaccine bệnh sởi tại Quảng Trị khiến 3 trẻ em tử vong vào tháng 7 năm 2013 và vụ viện thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân, đã ký kiến nêu gọi bà Tiến nên từ chức. Tuy nhiên, dư luận xã hội không thể lay được bà. Rồi kế tiếp là vụ thuốc ung thư giả, cụ thể là vào tháng 8 năm 2017 trong vụ công ty Việt Nam Pharma nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty Việt Nam Pharma đã xác nhận em chồng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm phó giám đốc công ty này, phụ trách đầu tư. Vậy mà cấp phó của bà Tiến là Trương Quốc Cường bị bắt, còn bà thì vẫn bình chân như vậy. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nắm chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc và sức khỏe cán bộ trung ương cho đến ngày nghỉ hưu. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kỳ họp thứ 8. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất kỷ luật Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, kỷ luật chỉ là việc làm chiếu lệ vì bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã hạ cánh an toàn. Nếu không truy tố thì xem như bà Tiến không bị ảnh hưởng gì với án kỷ luật ấy cả. Đây là hình ảnh con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người mặc áo vest. Qua những gì sóng gió ở Bộ Y tế vừa qua, nhiều người ví von sức mạnh ngầm của bà Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Rất nhiều quan chức có nhiều tiền như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long v.v. đều phải sổ khám. Tuy nhiên, bà Tiến thì vững như bàn thạch. Đã vậy mới đây, bà còn chạy trọt để con trai bà thăng tiến trong ngành y tế. Mới đây, cụ thể là vào ngày 27 tháng 7, con trai bà, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Quyết định về việc điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký. Năm nay, 40 tuổi, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường đã tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có bằng thạc sĩ đại học tại Pháp và làm tiến sĩ ở Anh Quốc. Vào năm 2019, ông Hoàng Quốc Cường được bổ nhiệm làm Viện Phó Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức vụ cho đến ngày hôm nay. Tuy con bà Nguyễn Thị Kim Tiến được học hành bài bản, nhưng trong xã hội không ít người cũng học hành bài bản như con bà, mà không có cơ hội tiến thân như thế. Chỉ mới 40 tuổi mà nắm chức giám đốc sở được gọi là rất trẻ. Điều đặc biệt là ông Hoàng Quốc Cường chưa từng công tác tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Sự tuyên truyền này đã được cơ cấu hẳn hoi, mà điều đáng nói là người ký quyết định là bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Điều đó cho thấy quyền lực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong Bộ Y tế còn rất lớn, dù bà đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là quá nương tay với bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Một phụ nữ chỉ với cấp hàm bộ trưởng mà miễn nhiệm với án kỷ luật thì có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ rắn nhất của hệ thống chính trị Đảng Cộng sản. Tại sao ông Tổng Trọng lại để yên cho bà cựu bộ trưởng này? Đây là một câu hỏi rất lớn. Phải chăng ông Tổng đốt lò có chọn lọc?